Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bay cái remote ha, TX-RX khi mà nó không nhận sóng. Đó. Bình thường thì nếu mà trường hợp không nhận sóng á, thì các bạn để trên remote nè, nó sẽ có một cái nút bay ha, thường người ta gọi là pin đó, nhưng mà đọc theo tiếng Anh nó là bay, bay. Thì cái nút trong này là cái nút để kết nối lại với giữa cái TX với RX nè, tức là giữa cái remote với cái RC ha. Thì khi bạn mua sản phẩm xe xăng về á, thì cái điều khiển này là GT2 ha. Khi các bạn mua về thì nó sẽ có một cái pin, một cái bay như thế này đó, và khi mất sóng á thì chúng ta sẽ cắm cái bay này vô đây ha, cắm cái bay này vào nè. Lưu ý là cái đèn nó ở ngoài trước nha, cái đèn ở ngoài trước nè. Đó, thì chúng ta có một cái lỗ cắm, thì chúng ta sẽ cắm cái bay vào ha. Đó, để kênh CH3 này là kênh 3 có chữ bay, thì chúng ta sẽ cắm cái đó, cái bay vào. Đó, chúng ta sẽ cắm vào. Đó, sau khi cắm bay vào á, sau khi chúng ta cắm bay vào á, thì chúng ta sẽ bật cái công tắc của cái xe lên ha. Thì remote nó sẽ, thì cái RC nó sẽ nhấp nháy đèn như thế này. Đó, sau đó các bạn sẽ tiến hành ấn giữ cái nút pin ha, ấn nút pin vô, ấn giữ và mở remote lên. Đó, thì sau khi ấn pin giữ mở remote lên thì đèn của cái RC nó đứng nè, tức là nó đã nhận sóng rồi đó. Rồi sau khi nhận sóng xong thì chúng ta sẽ tiến hành tắt cái RC là remote. Sau đó chúng ta sẽ rút cái bài ra ha, rút cái bài ra. Rồi sau đó chúng ta mở lên. Đó, thì bây giờ nó đã nhận sóng ha, mở cái bài lên và chúng ta tắt ha, chúng ta mở lại ha. Đó, tắt remote mở lại thì này nó đã nhận sóng nè. Đó, thì thường á, nếu mà mất sóng thì chúng ta chỉ cần nhìn vô cái RC nè, nó có cái nút bay chỗ nào á, thì chúng ta chỉ cần cắm cái dây đó vào ha. Cái này nút bay nó nằm ở kênh 3 thì chúng ta sẽ cắm vào theo đúng chiều như thế này. Để ý cái đèn đỏ nè, thường cái chiều thu sóng là cái chiều nó quay vào trong á, dây trắng nè, dây trắng, thường dây trắng là dây thu sóng, dây trắng với dây vàng á thì mạch thu sóng thì chúng ta sẽ quay vào trong. Cái RC thì chúng ta nè, ghim cái chiều này, đúng cái chiều này chúng ta ghim vào là ok ha. Thì sau khi pin xong thì các bạn sẽ tắt cái công tắc xe, sau đó tắt remote và mở tắt xe, mở remote lên thì nó sẽ nhận sóng trở lại ha, và chúng ta chơi bình thường. Đó, thì ngoài ra trong trường hợp nếu bạn không nhận sóng thì cũng có một cái trường hợp đó là pin của các bạn hết ha, pin ta hết cho nên nó không có đủ năng lượng để nhận sóng á, thì chúng ta sẽ thay, trường hợp đó thì chúng ta sẽ thay pin mới vào để thử trước, thay pin mới vào thử, nếu mà không nhận sóng á thì lúc đó chúng ta mới pin. Còn nếu mà nhận sóng bình thường thì chúng ta sẽ không cần pin ha. Đó, thì trong video này mình sẽ đã hướng dẫn cho bạn cách bay giữa cái TX và RX, tức là giữa remote và cái RC để cho nó nhận sóng đó. Và mình sẽ luôn update nhiều mẫu sản phẩm mới và những video khác trong video sắp tới. Rồi các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh ha. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh asin.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.